trần tâm hết hồ tư loạn tưởng, phản hồi nơi vô lượng thọ quan. An cư tịch tình niết bàn, không còn trói buộc trong hàng tử sanh. Chỗ ấy kẻ tu hành tha thiết, vui hy sinh mọi việc hồng trần. Chuông từ cửa Phật còn ngân, làm người mộ đạo nên bừng giấc say. Nhớ lời Đức Như Lai chỉ giáo, thân quyền hư đời ảo mộng trần. Giả đời giả canh giả thân, ta bà sanh chúng đạo chân khá tìm. Xưa nay vẫn đắm chìm biển khổ, lặng hợp luôn đâu có an vui. Đời dù có nếm đủ mùi, cuối cùng cùng chết có người nào không. Qua rồi kiếp cha ông cũng thế, lần lượt đây đến cây cháu con. Nối nhau đi mãi không mòn, đường sanh tử cũng vẫn còn tử sanh. Không ai giải tự mình cũng rõ, nhưng ít người tìm ngõ thoát ly. Đường trần cứ nhắm mắt đi, ai sao mình vậy sống lì ngày qua. Nào cái bệnh cái già đục khoét, cái sau cùng cái chết đến tha. Thế là hết kiếp người ta, trong đời ai cũng chỉ là thế thôi. Để tâm xét kỹ rồi thấy rõ, muốn thoát ly cảnh khổ chúng sanh, không chi hơn việc tu hành xác. Thân được nhẹ hồn linh được nhàn. Nặng nề bởi thân mang nợ lắm, sầu nào do lòng đắm mê nhiều. Để hoài muôn kiếp khó tiêu, cho nên cần phải lo điều tình tu. Việc cải hối mặc dù rất khó, nhưng quyết tâm thì có thể nên. Hơn nhau ở cái chỉ bền, chứ đời ai khỏi gây nên lỗi lầm. Kiếp giả tạm khi tâm nhận biết, đời khổ đau lúc xét thấy ra. Nên lo tu chớ dần già, vì rằng ngày tháng trôi qua lẻ làng. Khó biết trước thời gian chết đến, cái chết không nhất định trẻ già. Đời nhiều cách chết xảy ra, cho nên thường có trẻ già khóc măng. Việc sanh tử Phật rằng đại sự, còn luân hồi còn tử sanh luôn. Tự sanh không gỡ cho xuông, dù làm đến bậc đế vương ra gì, do lẽ ấy cần quy y Phật.
giải quyết xong tạm vật không trần, hoàn toàn khỏi cuộc chuyện luân không còn mang ngũ trược thanh nặng này. Đời nếu chẳng say mê đến nửa, tất nhiên không còn cớ sanh ra. Còn tham cây cõi ta bà thì còn phải chịu sanh ra hầm trần. Muốn giải thoát phải cần phổi cả, chẳng còn lưu trong giả sử đời. Siêu sanh chỉ một lần thôi, đời dù cam vô mặt đời không theo. Nghiệp răng gỡ chớ đeo thêm nữa, tội lo chưa đừng có gây thêm. Sống tình cô lắm cho em, đường trần lùi lại chớ kèm chân lâu. Hướng về Phật để cầu qua độ, ngó lại tâm để mở cõi lòng. Cả hai cùng được dung thông, giúp cho đạo quả như rồng gặp mây. Cầu Phật độ phải đầy khẩn thiết, muốn tâm khai phải diệt niệm tàn. Nếu lầm nửa Phật nửa ma, Phật không thể độ tâm nhà khó khai. Chẳng chẳng thấy gì mây che khuất, Phật không trong bởi bức vô minh. Phật không ở cách xa mình, tại mình chẳng thức tướng hình Phật ra. Mây mây cũng ráng mà mở mắt, đừng để cho mộng dắt đi sâu. Mộng thì tan chẳng còn đâu, dù cho mộng mấy đài lầu vinh quang. Tìm sống thật cho an hồn xác, sống mộng chỉ cho nát thân tâm. Phải can đảm nhận đời lầm, quyết bình tĩnh dậy kiếm thầm đường tu đạo mới giải được câu đời tạm. Đời vẫn nằm trong phạm vi mê, bởi mê thành khổ nhiều bề, mà điều chi cũng chẳng hề được lâu. Thân không thật, vật đâu có thật, người luôn công dành vật đeo mang. Hơi tàn mọi vật đều tàn, dù cho vật ấy nông nàn thương yêu. Đời tan hợp là điều khó tránh, thân mất còn là cảnh người đời. Trong khi còn mây tất hơi, nên lo giải thoát hỡi người thế gian. Chớ rằng bận lo toàn việc thế, mà chẳng lo tìm cây thoát thân. Đến khi thấy mặt tử thần bảo, đừng nó chẳng hề đừng cho đâu. Phải tin trước khỏi câu hận tiếc, đợi nguy rồi mới biết muộn màng. Sớm tu thì sớm được an, chỉ tu mới cứu khỏi đàn trầm luân. Tu là phúc của thân hiện tại, tu là vui của cái đời sau.
tu làm nhẹ kiếp khổ đau, tu cho hồn khói đỏa vào đường mây. Sớm tu được sớm cày sen báu, sớm tu thì phiền não sớm tan. Mau tu chớ để muộn màng vô thường, chẳng đợi thời gian không chờ. Người khó giữ tuổi thơ trẻ mày, người khó ngăn niên đại già lần, khi già khó tranh chết thân, trẻ già chết nay số phận người ta. Người hãy có sanh ra có từ, dù vua quan dân thứ như nhau, ấy là định nghiệp trần lao. Từ xưa đã thấy chớ nào mới đây, trần là chỗ chôn thấy thiên hà, trần là nơi đại đọa sanh linh. Chung quỷ nó vẫn phủ mình, mặc dù mình có tận tình thương yêu. Đau khổ vì đời nhiều vô số, rốt cuộc như nước đổ lá mông. Thân không một vật nào tồn, mà chỉ còn tội lỗi để hồn gánh mang. Kiếp rồi mới vừa tan xác đó, cái kiếp này cũng bỏ thân luôn. Nhưng mây đời vẫn không buông, biết bao giờ khỏi cái guồng tử sanh. Sanh đủ loại đủ hình bất nhất, tự nhiều phương nhiều cách nan phân. Dễ gì sanh được nhân thân, dễ gì tự được khỏi phần tham thế. Làm người được dễ về tiếng Phật, làm súc sanh khó được siêu thanh. Há không sớm biết ăn năn, để cho khỏi mất thiện căn con người. Người thu tánh người rơi cõi thú, người ác tâm người thủ ác đời. Nhân nào quả nấy người ơi, xin đừng để mất tánh người thiện lương. Người muốn được hồn nương cánh Phật, nên từ tâm như Đức Thích Ca, thương yêu tất cả người ta, cứu an thân sanh cứu ra biển trần. Sớm khuya rạng ân cần tu niệm, thân tâm thường kiểm điểm tốt lành. Quyết lo lánh trước tâm thanh, lầm không để các lời danh làm cuồng. Giải thoát ấy cõi nguồn trên hết, từ bi là công việc thường xuyên. Điều lành đem đặt trước tiên, việc cho người hoặc việc riêng cho mình. Tâm chi cô giữ gìn tinh khiết, nghi hành động lo thi thiết nhân từ. Ngôn hành chân thật bất hư, nói như Phật bảo làm như Phật hành. Hành đạo có nhọc nhằn chẳng hoàn, tu thân dù cay đắng không nao. Ngày đêm đạo niệm thân cao, trao cho thân chánh trao sao đạo thành. Nếu chưa thật trọn lành trọn sanh, sức công phu tinh tấn càng tăng.
núi nhân ngã phá cho bằng, rừng vô minh đốn cho tan không còn, các vọng tưởng cho mòn cho dằm, các lỗi lầm cho trăng cho trân, hết ta còn một điều chân, không còn sợ các tánh trần chen vô. Trong tâm não mơ hồ đã sạch, ngày đêm luôn minh bạch quay lầm. Có đợi mà vẫn tâm không, như nhiên khỏi phải dụng công giữ gìn, chẳng còn sợ tâm sinh niệm quay. Cùng hết lo vật ngoại làm mây, tự do sống ở thách, về thân tuy cách Phật tâm kề đài sen. Gió tục khó tắt đèn trí huệ, bụi trần không mờ vẽ ngọc tâm. Đồng hay tình cũng không lầm, bởi mình được tự chủ tâm của mình. Trong biển ai sống tình khó nhận, đời bận nhớ không bận được lầm. Như là nước đã lọc trong, cô đêm khuây mấy cũng không nên bùng. Mà vô ngại lúc sống chung các giới, tự chủ khi sự đối mọi điều. Đạo màu là cái mục tiêu, trong đời dù phải uống chiều thế nào, riêng mình ráng dồi trao đạo đức, với người lo ung đúc tu hiền. Xem mình với kẻ tương liên, cùng khai ngộ đạo cùng yên vui đời. Đạo không chỉ đổi hồi thắc mắc, mà đạo còn cứu lúc sống còn, cứu người khỏi cảnh hiếu vong, khỏi thân đau khổ, khỏi lầm sợ lo. Đạo có bổn phận cho vui vẻ, nhà đạo không phải kẻ gây sầu. Chỗ mình hay chỗ nào đâu, đều đem ánh sáng đạo màu ra soi. Mình với kẻ đều coi bình đẳng, là hay quen cũng chẳng cách phân. Đồng ban lẽ thiện điều nhân, cho tâm cùng tốt cho thân cùng lành. Tu để giúp nhân sanh hữu phước, đạo để làm ngọn đuốc cho đời. Tu không phải để ngồi chơi đạo, không phải để làm nơi dưỡng nhàn. Đời càng loạn thì càng cần đau, người càng hung càng báo nên tu. Đạo suy đời rối lu bù, tu thưa thất tất nhiều người ác gian. Đạo mở rộng đời càng sáng sủa, tu được nhiều người khổ bớt đi, ấy là thật đạo từ bi, ấy là thật kẻ tu trì chánh chân, cứu khổ chẳng chi hơn cửa đầu. Giải sầu không gì hiểu bằng tu, đạo màu chớ để cho lũ, tu hành chớ để cho mù mờ đi. Nên cố gắng phát huy việc đạo, nên dẻo dai nung nấu sự tu, phá tan cây kiếp gật gù cái lương, đời sống âm u đây hèn. Đời trắng mặt
nhưng đen lòng già người vui ngoài mà khổ bên trong. Nếu câu nhân quả không thông, khổ tâm khó dứt, đen lòng khó bôi. Đạo pháp rõ thì đời bớt khổ, nhân quả thông thì nở bớt gây. Những điều phước huệ lo xây, cho vui hiện tại sau này cũng vui. Biết rõ kiếp con người tạm giả, tạo ác chi cho quả thêm cay. Làm lành cho bớt quả tay, làm hung chỉ khiến thêm đài đọa thân. Giúp nhau sống tốt hơn làm chết, cho người vui hơn việc cho buồn. Người vui mình được vui luôn, người buồn mình cũng lễ tuôn theo người. Khiến kẻ khóc mình cười đâu nở, làm mình vui kẻ khổ sao đành. Nên cho nhau được bình thanh, giữa mình với kẻ an lành như nhau. Đạo đức đối người nào cũng thế, từ bi không câu nể bắt nam. Tình thương rộng lớn bao hàm, mà chúng sanh đâu cũng chỉ làm một thôi. Giúp người được là vui hơn cả, không mong ai nghĩa trả ơn đền. Thấy ai té cũng đỡ lên, là tình của kẻ tiến trên đường lành. Tình nào rộng bằng tình đạo Phật, đức nào cao bằng đức từ bi. Nếu người đời chịu hành y, thế gian đâu đến đổi gì bi quan. Tình đạo Phật cứu an thiên hạ, đức từ bi giải tỏa hồng trần. Làm cho định quốc an dân, làm cho những loại không hờn ghét nhau. Tình đạo Phật lúc nào cũng ấm, suốt cổ kim đã bám chất lành. Một đường thế độ chúng sanh, cảnh đời có đổi Phật tình không thay. Tình đạo Phật mấy ai được rõ, mới nhìn qua tường nó khô khan. Thật ra nó rất dịu dàng đượm đà, tình cảm ngập tràn yêu đương. Tình đạo Phật người thường ít có, có được rồi thấy nó cao siêu. Yêu đời khác thoái đời yêu, yêu siêu thoát chẳng yêu điều trầm luân. Tình đạo Phật chi chân chi mỹ, nó tự trong đạo lý mà ra. Nó không làm khổ người ta, lúc nào nó cũng chỉ là ban vui. Tình đạo Phật nếu người đều có, giữa người không làm khổ lẫn nhau. Không gây ra cuộc máu đào, giúp nhau hạnh phúc, giúp nhau thái bình. Tình đạo Phật là tình bác ấy, chỉ có thương còn hại thì không. Thương chung nhân loại đại đồng, thương đời sống khổ, thương lòng già mê. Tình đạo Phật không hề trao chát, độ sống như độ thác một niềm.
nói thì làm chẳng để im, dù trong cảnh huống bị kìm kẹp bao. Tình đạo Phật xem nhau bình đẳng, giàu không bên, nghèo chẳng bỏ bê, chỉ lo cứu độ một bầy người nhân. Ngã Phật chẳng hề ngã nhân, tình đạo Phật hơn trên tình thế. Yêu khắp nơi bất kể sắc màu, khắc trần là kẻ trong lao, lòng thương cứu giúp làm sao cho lìa. Tình đạo Phật ngó về sanh chung, quyết làm cho ai cũng an vui. Độ không bỏ sót một người, dù rằng phải chịu suốt đời hy sinh. Tình đạo Phật là tình chung thì, thời buổi nào cũng chỉ yêu đời. Làm người dù có xe lơi cũng lo cứu độ, không rời bỏ ai. Tình đạo Phật dẻo dai hơn cả, không bao giờ tan ra nữa chừng. Bánh xe luân chuyển chưa ngưng, còn ra ngăn chẳng dù rằng bao lâu. Tình đạo Phật rất sâu hơn biển, cao hơn non rộng diện khắp trời. Cho nên dù trải muôn đời khối tình ấy, vẫn như hồi ban sơ. Tình đạo Phật bao giờ người có, cõi ta bà chừng đó mới an. Nếu còn tình của thế gian, thì còn đau khổ rối loạn khắp nơi. Tình đạo Phật cho đời hạnh phúc, tình thế gian tạo khúc ai bi. Cái siêu thoát cái đọa đài, còn ngờ chi nữa cứ sai tình đời. Tình đạo Phật vẫn tươi đẹp mãi, dù thế gian muốn cải cách nào. Khó làm cho nó hư hao, chỉ làm cho nó sắc màu thêm tươi. Tình đạo Phật cho người hòa lạc, cả hồn linh lẫn xác thịt trần. Nghĩ mình nghĩ đến tha nhân, cho tâm cùng lạc, cho thân cùng hòa. Tình đạo Phật gần xa bất chấp, đối đại đều ấm áp như nhau. Tình đời còn có thấp cao, chứ tình đạo Phật nơi nào cũng đầm. Tình đạo Phật vốn không giả dối, từ chân tâm ưng đối với người. Lấy điều đạo nghĩa tốt tươi đặt trên hành động hoặc lời nói ra. Tình đạo Phật nếu mà được có, đời như thuyền gặp gió thổi xuôi. Không riêng lúc sống được vui, mà còn khi thác đầy mùi thiên liêng. Tình đạo Phật nối liền thiên hạ, chia khi vui, sớt sẻ khi buồn. Trong đời nó vẫn có luôn, dù đời người ghét hay thương mặt tình. Tình đạo Phật muôn hình thức khác, nhưng vẫn cùng động tác cứu nhân. Thương người như thể thương thân, giúp cho vật chất tinh thần an vui. Tình đạo Phật
cho người phước huệ, lúc chiến tranh như thể lúc bình, luôn luôn bên cạnh nhân sinh, bao nhiêu công việc tốt lành đem cho tình đạo Phật thương lo ba tanh. No thì vui, đói lạnh thì buồn, rối loạn lo gỡ cho xuống, lạc lầm lo chỉ cho đường được thông. Tình đạo Phật muốn không ai khổ, dù là người xứ sở Bắc Nam. Khổ đời khi sống không ham, khổ hồn khi chết đã không làm sao vui. Tình đạo Phật muốn người hướng thiện, tự bỏ đi các chuyện dữ dằn, một lòng ngay thẳng làm ăn quỷ, rồi tự biết ăn năn tức thời. Tình đạo Phật cho người hiền đức, quy cho an khổ cực cho vui. Thơm tho hoa kho sánh mùi quang minh, ấm áp mặt trời dám so. Tình đạo Phật bao giờ cũng rồng, tha thứ người cảm động cho người, giúp người với ý tốt tươi, ơn không đợi trả và lời chẳng mong. Tình đạo Phật sạch trong đâu để, giữa đời mà tâm thể không nhớ. Tình đời rối tợ dò tơ, nhưng tình đạo Phật bao giờ cũng suôn. Tình đạo Phật từ nguồn trí huệ, không giống như tình thế mê si. Tình trong các việc từ bi, không tình ở những điều gì ác gian. Tình đạo Phật mở đàn giải thoát, đưa chúng sanh khỏi các cực hình. Nếu là thật khắc hữu tình, thì tình đạo Phật hy sinh tận cùng. Tình đạo Phật nhắm chúng nhân loại, thương khắp cùng chẳng phải riêng ai. Tình trong chỗ tình không sai, thương trong chỗ cứu không gây hại người. Tình đạo Phật cho vui thì có, cho khổ đời thì nó vẫn không. Tình gieo khắp cả đại đồng, giữa mình với kẻ lạnh nằm có nhau. Tình đạo Phật người nào cũng có, bị tình đời làm nó mờ đi. Dần dần mất tánh từ bi, chỉ còn sanh khởi những gì hung hăng. Tình đạo Phật dù rằng khó được, nhưng ráng khai cho phước huệ sanh. Trước là mình được hiền lành, sau cho người khác trở thành thiện lương. Tình đạo Phật cùng thương cùng giúp, mà lúc an vui như lúc nguy nàng. Mình cùng người rất tương quan, lo vinh thân sống lo an linh hồn. Tình đạo Phật càng khôn như một, nhìn vào ai cũng thốt từ bi. Muốn ai cũng có đạo nghì, muốn ai cũng được thoát ly tục trần. Tình đạo Phật cá nhân chẳng có, chỉ có tình đại độ quần sanh. Muốn ai cũng được hiền lành, muốn ai cũng khỏi quấn quanh khổ đời.
tình đạo Phật vì người mà có tình ấy không riêng ngó về mình cho nên nó rất quang minh. Dù rằng thường gặp muôn nghìn cấn gai, tình đạo Phật lâu dài chẳng đổi. Thương ba gia như cội với cành, khổ thân mấy giả cũng đành khổ người, thì chẳng ân tình chút nào. Tình đạo Phật nơi nào cũng có, không bỡ giàu chẳng bỏ người nghèo. Thì thành như chốn treo leo, khối tình đạo Phật đều treo khắp cùng. Tình đạo Phật thì chung như nhất, chỉ độ tha đến mực cuối cùng. Khối đời dù có lắm ung, mắt nhà tế độ quyết không để mờ. Tình đạo Phật kiến cơ nhi tác, tùy đời nhưng không lạc đường đời. Muốn đời khỏi biển chơi vơi, khi dùng tàu khói, khi dùng bè tre. Tình đạo Phật không lòe ai cả, giúp người là bởi giả thương người. Muốn người sống được an vui, muốn người thoát được khỏi đời trầm luân, tình đạo Phật là thân tất cả. Hùng muốn hiện hiền khá hiền thêm, cõi đời cùng tạo ấm êm, không ai chút khổ gây hèm với ai. Tình đạo Phật kéo dài hạnh phúc, người như mình cùng một tâm cơ. Gian lao chẳng muốn bao giờ sướng vui, là việc đợi chờ từ lâu. Tình đạo Phật không câu chấp kè, cùng muốn không bị lẻ nhỏ nhoi. Tấm gương bác ái rộng soi, cho người nào cũng đồng nói lòng lành. Tình đạo Phật trường thành khó di, rộng giường bao bền bị giường bao. Tình đời thường bị xiến sao, nhưng tình đạo Phật một màu tự nhiên. Tình đạo Phật bạc tiền khó đổi, tình ấy không vì mỏi dục trần, mà là vì đâu muốn dân, cho nên vui vẻ hiến thân cho đời. Tình đạo Phật khắp nơi đều có, lấy tình phàm tìm nó không ra. Nếu dùng tâm niệm Thích Ca, người sang hèn cũng đều là hiểu thông. Tình đạo Phật vẫn không riêng lời, mà vốn tình liên đới nhân sanh. Tình trong giảng sự yên lành, không tình ở chỗ tạo sanh khổ đời. Tình đạo Phật không rời nhân loại, rất biết rành những cái khổ vui. Thấy người khổ già không nguôi, cho nên rất muốn mọi người thành thơi. Tình đạo Phật tình vui hơn cả, vì lẽ không có già riêng tư. Khối tình chân thật bất hư, xem người nào cũng bằng từ thiện tâm. Tình đạo Phật tình cầm chắc chắn, dù sang hèn cũng chẳng đổi thay. Nguyện lành dần một không hai, chết thân cũng chịu đỏ đài cũng cam. Tình đạo Phật khó làm cho lợt, đôi chúng sanh chẳng bớt tình thương.
tình thương dù kẻ không tường cũng không hề chán ở trên đường độ sanh. Tình đạo Phật lợi danh khó chuộc, thương người không vì buộc mà thương. Giúp người do tánh yêu đương, không do mưu lợi cho đường hậu lai. Tình đạo Phật với ai không bò, độ được thì cứ độ liền khi. Khối tình của tánh từ bi khác hơn tình thiếu lương tri của đời. Tình đạo Phật những nơi nào có, tất nhiên là chỗ đó rất hoàng. Ở ăn đúng đạo người ta, ít nghe thấy việc xấu xa để hèn. Tình đạo Phật không ghen ghét lần, mà chỉ thay tánh giận làm vui. Thư tha hơn cô chấp người đắng cay đổi lấy ngọt bùi cho nhau. Tình đạo Phật sắc màu bất chấp, thân mến không hề cách biệt ai. Muốn cho khắp cả nhân loài xem nhau như thể chân tay ruột rà. Tình đạo Phật thiết tha bình đẳng, rất muốn không ai nặng nhẹ ai. Cùng tương trợ chẳng hiếp đại, dù rằng người ấy ở giai cấp nào. Tình đạo Phật đậm bao rất mến, mà còn thương rộng đến nhân loài. Chúng sanh ai cũng như ai, muốn đồng được bước ra ngoài khổ lao. Tình đạo Phật đời nào hết được, nếu loại người còn cuộc gian truân. Cho nên tự gian cổ nhân, mảnh tình đạo Phật đã từng gieo ra. Tình đạo Phật thịnh ma chẳng giống, an dân ma động loạn dân. Nên tình đạo Phật có nhân, còn tình ma quỷ không ăn nghĩa gì. Tình đạo Phật chết đi không đổi, tình đời chưa chia dội đêm thay. Tình đời chẳng nghĩ ngày mai, nhưng tình đạo Phật lâu dài biết lo. Tình đạo Phật hẹn hò cõi Phật, không hứa suông tạm vật ta bà. Cái tình ấy rất sâu xa, mà trong thiên hạ người ta ít tìm. Tình đạo Phật rất im mà đậm, đậm vì người chẳng mong vì mình. Tình trong khổ thảm nhân sinh càng khổ Phật tình càng tăng. Tình đạo Phật thể rằng cứu thế, thể cứu luôn bất kể thời gian. Tình đời còn có thể tan, nhưng tình đạo Phật như tràn sơn lâm. Tình đạo Phật như tầm rút ruột, ăn của người bao bọc cho người. Miếng người được ấm được vui, chết đi cũng chẳng ngẫm ngùi nợ xưa. Tình đạo Phật rước đưa tới chỗ, không nửa chừng ruộng bỏ một ai. Đường đi cực lạc bao ngày, cũng nguyện đưa đến không nài gian nguy. Tình đạo Phật trong kỳ mạt pháp, tình ấy càng rộng gấp muôn xưa mới là phù hợp thời cơ. Nếu không thế chỉ là mơ đêm dài,
tình đạo Phật càng sai càng to, khác tình đời càng mó càng lu. Nếu là thật kẻ chân tu, môi tình ấy chẳng phúc nào rời xa, tình đạo Phật đúng là tình Phật. Yêu đời mà không mắc trong đời, luôn luôn với tánh siêu vời, dịch đường giải thoát cho người cùng thông. Tình đạo Phật rộng không thể lường, rộng hơn điều tưởng tượng của người. Không riêng rộng cuộc sống đời, mà còn rộng đến ngày mới linh hồn. Tình đạo Phật trong tốn hai mặt, về phần hồn di xác thân sinh. Muốn cho cùng được tinh minh, thân sinh không khổ, hồn linh không đại, tình đạo Phật muốn ai cũng sáng. Không muốn ai mù quáng dại ngu, cho đời là cảnh lao tù gỡ, cho ra khỏi không câu trói vào. Tình đạo Phật lúc nào cũng tình, tình trong đời chẳng dính theo đời. Dù đời xuôi ngược lưng dơi, nhưng tình ấy vẫn như nơi thạch bàn, tình đạo Phật sớt sang đạo cà. Cho người đời khổ qua hết gieo, đường lành cùng một nhịp theo, tâm mê muội hết thân nghèo khổ tan. Tình đạo Phật sẵn sàng tế độ, dù cho thân gian khổ đến đâu. Ngày giờ dài ngắn bao lâu, không thay đổi giả chẳng nào núng lầm, mà tình đạo Phật từ trong tánh thiền. Khác hơn tình ngoài miệng thế gian, lúc nguy như lúc bình an, vẫn là giữ vẹn một đàn thị chung. Tình đạo Phật chỉ dùng nhân ấy, không làm điều ngược trái lương tâm. Quý không để giả nghĩ thầm lừa, là việc quý đem làm thật ra. Tình đạo Phật chẳng pha tình tục, đời khuấy bão không đục được lòng. Tình mà sự thật là không, nên không bị trói trong dòng trần ai. Tình đạo Phật ra ngoài nghiệp ấy, không bị ràng buộc cái phàm duyên. Tình đời còn bí cuồng điên, nhưng tình đạo Phật không phiền lụy đâu. Tình đạo Phật chẳng cầu dẫn tiếp, nếu khởi tâm phù hiệp Phật trời. Lời đời chẳng có hại đời, thì tình đạo Phật ở bên người chẳng xa. Tình đạo Phật như là tình mẹ, muốn con nên chẳng để con hư. Nếu con chỉ hiu chỉ từ, mẹ càng không thể nào rời bỏ con. Tình đạo Phật vẫn còn mãi mãi. Dù trải bao biển hải tan điền, không làm tình Phật đảo điên, chỉ làm thêm nặng đạo duyên với đời. Tình đạo Phật giữa thời mát hà, thâm nhập trong tất cả nhân sanh, khiến đời đổi dữ ra lành, quyết làm biển lửa trở thành đồng sen. Tình đạo Phật bạc
đen khó nhòm, dù thế gian muôn ôm cách nào, khó làm tình ấy tiêu hao, chỉ làm cho nó thêm cao tinh thần, tình đạo Phật vì dân vì nước. Làm sao chưa khỏi cuộc tai nạn, đâu đâu cũng được hòa an, không nghe tiếng khóc lời than bất bình. Tình đạo Phật háo sanh vô tận, không muốn ai gây hận với ai. Cố nhiên mình chẳng nghiệt cay, với người nào cũng ưu hoài thiện lương. Tình đạo Phật chủ trương giải thoát, cho thân mình cho các nhân gian. Không tình trong cảnh buộc ràng, nên cần đem nó làm lan rộng nhiều. Tình đạo Phật chỉ siêu không đoạn, vì nó không lan trả như đời. Nhưng đâu phải bấy nhiêu thôi, mà là còn cứu vớt người trầm luân. Tình đạo Phật yêu thân yêu chung, yêu chánh đường chẳng dũng tà tâm, nên tình yêu ấy không lầm, đáng cho người ráng quằn thâm xa gần. Tình đạo Phật là nhân là nghĩa, chỉ gieo lành chẳng tia giống hung. Khối tình ấy rất thì chung, mưu đời không thể nào dùng làm tan. Tình đạo Phật mênh mang khắp cả, rộng vườn bao thiên hạ khó lường. Khổ còn ở khắp mười phương, thì tình ấy vẫn còn tương trở hoài. Tình đạo Phật thấy ai không bỏ, dù rằng là kẻ đó bất lương, cũng đem lòng nghĩ xót thương. Tùy phương tiện cứu khỏi đường tội mây, tình đạo Phật khen chê chẳng có. Lành dữ là sự đo đáng phân, khen chê chưa phải là nhân dữ lành, mới chính là cân diêm phù. Tình đạo Phật trí ngu bất luận, hễ là người thì sẵn lòng thương. Chưa tưởng lo giúp cho tường, còn mấy lo chỉ cho đường giải mây. Tình đạo Phật chợ quê bình đẳng, hèn như sang lòng chẳng cách phân. Nghĩ rằng mang cây xác thân, thì ai cũng phải khổ trần như ai. Tình đạo Phật nhìn ngay nghiệp thế, biết đời này đến cái đời sau. Chơi son tức dinh đỏ màu, hùng hào sẽ bị hùng hào khỏi đâu. Tình đạo Phật không cầu của tạm, chỉ muốn xa khỏi cảm bẫy đời. Dù đời cám dỗ lắm nơi, không bao giờ để cho rơi lọt vào. Tình đạo Phật muốn mau giải khổ, khổ riêng mình khổ cả thế gian. Thế nên coi tạm không màng, dù cho tài sắc ngọc vàng muôn xe. Tình đạo Phật dù đe với búa, cũng không làm trầy trũa chút nào. Càng nhiều đúng chạm gian lao, càng làm tánh đạo dội giàu tốt tươi. Tình đạo Phật vẹn mười ý thiền, không thể nào bị nghiện tánh đời. Dù đời có đủ trò chơi, cũng không thể khiến rụng rời Phật tâm.
tình đạo Phật muôn năm vẫn tỏ, tỏ đến khi không có bóng đen. Nếu còn sông thác úa hèn, thì tình ấy vẫn còn chén đổ điều, tình đạo Phật muốn tiêu khổ chung. Hy sinh bao lầm cũng ưng vui, miễn sao cứu vớt được người ấy là ý nguyện từ hồi xưa lâu. Tình đạo Phật rộng sâu vô tận, gặp gian truân chẳng hận một ai, chỉ vui cứu độ muôn loài. Từ đau khổ được ra ngoài an vui, tình đạo Phật ngược xuôi cùng mặt. Thương chúng sanh cầm chắc một lòng, giúp đời rất biết gai châm, nhưng vui vẻ giúp vẫn không nản tình. Tình đạo Phật vốn sinh trong thế, bởi thế gian liền kể khổ lao. Cho nên tình ấy càng cao, cao không thể lấy thước nào ra đo. Tình đạo Phật muôn pho sách đề, nhưng vẫn còn tiếp kể vô biên. Mảnh tình ấy rất thiêng liêng, yêu thương người chẳng luận miền quê nào. Tình đạo Phật phủ bao thiên hà, với niềm thương như dạ nghiến thai, chăm lo thần trọng từ ngày không vì cho mẹ, vì hài nhi con. Tình đạo Phật từ non chi biển, không chỗ nào chẳng hiện rõ tình. Tình nơi siêu thoát chánh minh, không tình chỗ khiến tự sinh bất bằng. Tình đạo Phật tình năng hộ trợ, xưa nay không hề sợ nguy nan. Vì tình thật cứu nhân gian, cho nên dám chết để đàn sao vui. Tình đạo Phật cứu người là phần, lòng từ bi đã dựng từ xưa, dù ai nghi kỵ ngăn ngừa tự nhiên nó cũng tìm đưa đến người. Tình đạo Phật vui tươi bổn nguyện, muốn cho ai cũng thiện như ai. Người sanh trong thế giới này nên thương chớ ghét dù giai cấp nào, tình đạo Phật không sao tắt được. Nếu đời còn trong cuộc khổ đau, không phân là kẻ nghèo giàu, vẫn thương vẫn giúp như nhau một nhà, tình đạo Phật vị tha là gốc. Cho nên vui hiến cuộc đời mình, miễn là cứu được nhân sinh, quán chi đời sống của mình nọ kia. Tình đạo Phật khổ chia vui sớt, tình không riêng bùi ngọt cho thân. Từ phương xa đến nơi gần, nó đều thường trực bên thân mọi người. Tình đạo Phật không lời việc phước, thấy phải thì sân sước làm ngay. Dù cho muôn đắng ngàn cay, xem như gió bụi mỗi ngày đi ra. Tình đạo Phật vẫn là tình thật, dù gặp muôn vui gạt của đời. Trước sau vẫn một mà thôi, không vì người dối gạt rồi dối theo. Tình đạo Phật gắn keo với Phật, tình đời không thể rứt rời ra. Tuy là cấm cõi người ta, mà tình ấy vẫn trên tòa Như Lai. Tình đạo Phật
càng dài càng thâm, khiến cho lòng càng ấm càng vui. Đổi đời trái ngược ra xuôi, bắc nam đâu cũng đầy mùi từ bi. Tình đạo Phật từ khi vô thì vẫn là tình tri kỷ của đời, thấy đời sống cảnh chơi vơi, khiến tình đạo Phật càng khơi thêm nồng. Tình đạo Phật tình trong đại lộ, không phải tình gây khổ chúng sanh, nên tình luôn được cao thanh, trước sau vẫn một niệm lành thiêng liêng. Tình đạo Phật vì miền hạ giới diệu dụng ra đủ mọi hình hài, miếng đời sạch bụi trần ai, dù thân lăn lóc bao ngày cũng ưng. Tình đạo Phật trong chân chánh đạo khác hơn tình tà giáo trong đời, cho nên chẳng chút lạ lơi, mặc dù chúng đụng với người trần gian. Tình đạo Phật trái ngang dẫu gặp, không đổi tình cố đạp lướt qua, để mà độ khắp người ta, từ vòng ma quỷ bước qua Phật thần. Tình đạo Phật cựu tánh như một, thời đại nào cũng tốt lành luôn, khó làm cho nó quay cuồng, dù đời khoa học đến phương thế nào. Tình đạo Phật xét vào căn bản, không chấp nơi hình dáng bề ngoài, xét từ xưa đến ngày nay, tử sanh bệnh lão vẫn đài khổ dân. Tình đạo Phật thấy thân người khổ, lòng đau như búa bổ kim châm, ngày đêm không ngớt suy tầm, cứu sanh chung khỏi còn lâm tai nạn. Tình đạo Phật thênh thang trời đất, phủ che không bỏ sót một ai, nhưng không mấy kẻ đoái hoài, khiến tình ấy phải còn dài thời gian. Tình đạo Phật bát vàng chẳng chuồng, chỉ quý nơi tựa tưởng cao thanh, đưa người đến chỗ tốt lành, đem người phàm tục đổi thành Phật tiên. Tình đạo Phật ác duyên chẳng tàu, vì muốn không bị đạo điên đời, muốn luôn luôn được thanh thơi, từ thân giả tạm đến nơi linh hồn. Tình đạo Phật dạy khôn như một, vẫn coi nhau đồng lớp con người, sống trong ba cái tất hơi, mà còn gánh chịu khổ ở đời muôn thiên. Tình đạo Phật tự nhiên yêu rồng, không phải vì mong đồng nọ kia, thế gian sự khổ chưa lìa, khối tình ấy vẫn còn chia sớt hoài. Tình đạo Phật cõi này còn mày, nếu chúng sanh chưa giải nghiệp sầu, kỳ núi thẳm rừng sâu, tình kia dù tốn bao lâu cũng tìm. Tình đạo Phật trọn niềm thiên hạ, mặc dù ai có giả phụ phàng, vẫn lo cứu giúp thế gian. Kiếp này có thác thì hoàn kiếp sau. Tình đạo Phật ngọt ngào vô tận, đối với đời luôn nhận luôn tha. Tình như tình mẹ tình cha, dù là sông biển khổ mà đỏ son. Tình đạo Phật muốn kho sách tả, như chỉ là viên đá trong non, nói hoài tình ấy vẫn còn.
từ ông cho đến cháu con chưa cùng tình đạo Phật nếu chung nhau có. Đời đấu sanh tay khổ vậy đầy khổ nào cũng giải quyết ngay như là ngọn gió thổi mây tan tành. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn Hội Thượng Phật Bồ Tát.